Chào các bạn. Nay tôi vào chỗ vườn anh Tuấn thầy chùa trong Thanh Hóa. Tôi quay cho các bạn một cái bể đá mini dạng hình hộp. Đây là một mặt này. Mặt này thì là đục hoa sen, đầm sen. Đây, cái mặt này cũng vậy. Mặt này thì mặt sau trơn, chỉ hạ mũi nền thôi. Đập xe. Đây là hai con chim, vùng này là hai con chim này. Đó, kích thước bể thì chiều cao tầm khoảng 15. Sâu thì tầm khoảng 20. Bể ngang thì rơi tầm khoảng 30. Lành tít. Đây phần đáy đây. Lòng đây. Cái bể này thì chạm khắc cũng chạm phác thôi, không sắc nét lắm, nhưng mà cũng đường nét cũng khá nổi đấy. Hạ nền phải sâu cũng phải tầm 5-6 ly. Nếu các bạn quan tâm bể đá thì mời đến chú anh Tuấn thầy chùa ở Nội Am, ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc là cái vườn trong Thanh Hóa. Nếu các bạn quan tâm các sản phẩm trồng hương thì mời các bạn đến showroom chúng tôi ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc tham khảo sản phẩm trên website hoangiahanoi.vn, hojita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.